đoạn 2 là đi vào chương trình Bento, thì giai đoạn này có cái sự tham gia của những cái như MV xúc tác như là Trang Setola và Trang Andola. Đặc điểm của cái con đường HMB này xảy ra ở tế bào dịch cung cấp cái phần lớn NADH của tế bào. Cái NADH này thì có thể là tham gia vào cung cấp cho các cái quá trình mà tổng hợp axit béo hoặc là steroid. NADH này thì nó cũng nó tham gia vào cái phản ứng mà thử cái glutathione từ dạng glutathione oxy hóa. Cái phản ứng này thì nó giúp cho cái tế bào là tránh được cái tác dụng của glutathione dạng oxy hóa gây tiêu huyết hồng cầu. Và khi mà ở những cái người nào mà thiếu cái enzyme glucose 6 phosphat G6PD này thì là sẽ có cái hiện tượng tiêu huyết. Đây là cái chu trình Bento chung, thì bắt đầu đi từ chu trình này bắt đầu từ 3 phân tử glucose 6 phosphat sẽ tạo thành được 3 cái Bento là cellulo 5 phosphat, ribo 5 phosphat và cellulo 5 phosphat. Thì cái cellulo 5 phosphat này dưới cái tác dụng của enzyme trong cetola sẽ tạo thành PGA và cũng đi vào chu trình đường phân. Cái cellulo 5 phosphat này thì dưới tác dụng của trong cetola thì cũng tạo thành phosphoglyceraldehyde 3 carbon, và sau đó thì dưới tác dụng của TA, cái chỗ này có cái tác dụng của TA nữa, tạo thành fructose 6 phosphat. Còn ribo 5 phosphat thì sau đó dưới tác dụng của TC thì cũng sẽ tạo thành được hai phân tử ceroheptulo 7 phosphat, tức là cái mạch 7 carbon. Sau đó dưới tác dụng của trang mandola thì sẽ tạo thành được hai erythro 4 phosphat, phân tử này 4 carbon, và sau đó dưới tác dụng của trang cetola cũng tạo thành được fructose 6 phosphat. Thì fructose 6 phosphat và phosphoglyceran để hít này thì cũng đi vào cái chương trình đường phân. Tóm lại ở cái con đường này thì từ ba cái phân tử glucose 6 phosphat này sẽ tạo thành ba phân tử CO2 và tạo thành hai phân tử cellulo 5 phosphat, một ribo 5 phosphat, và cái giai đoạn này sẽ tạo thành được 6 cái phân tử NADPH. Ba phân tử bento này sau đó thì sẽ được chuyển hóa tiếp để đi vào cái chu trình đường phân. Đặc điểm của con đường này thì xảy ra ở tế bào dịch cung cấp phần lớn cái NADPH. Ngoài ra thì nó còn cung cấp thêm cái ribo nữa, tham gia vào cái tổng hợp axit nucleic. Cái này là mối liên quan giữa HBV và HMB. Thì cái này cũng nói thôi chứ em cũng chưa phân tích, cũng chưa hiểu được cái chỗ này lắm. Là nếu như nhu cầu của ribo 5 phosphat mà lớn hơn cái NADPH thì nó sẽ thoái hóa chủ yếu theo cái con đường HDP. Còn khi mà nhu cầu của ribo 5 phosphat bằng với cái NADPH thì nó sẽ xảy ra theo cái giai đoạn 1 của con đường HMB. Và khi NADPH lớn hơn ribo thì nó sẽ xảy ra theo cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của con đường HMB. Mối liên hệ giữa cái con đường HDP và HMB thì cũng bắt đầu đi từ glucose hoặc là glycogen, thì hai cái con đường này nó cũng có một số các cái sản phẩm trung gian thì nó chung, và nó có thể ví dụ như từ cái theo con đường HMB thì nó sẽ tạo thành ribulose 5 phosphat rồi thành ribo 5 phosphat, thì những cái chất này sau đó cũng có thể chuyển hóa được thành cái fructose 6 phosphat tham gia ở con đường HDP, hoặc là tạo thành phosphoglyceraldehyde cũng tham gia ở trong cái con đường HDP. Em cũng nói luôn cái chuyển hóa của cái fructose và cái galacto. Rồi lát nữa sẽ tới em chuyển nó. Chuyển hóa fructose thì fructose hấp thu theo cái hệ tĩnh mạch cửa gan được đường phân nhánh. Phần lớn là chuyển hóa theo cái đường mà fructose 16 phosphat nhờ cái enzyme fructokina. Hexokina thì có áp lực thấp đối với fructose, cho nên cái phản ứng fructose biến thành fructose 6 phosphat thì thường xảy ra ít hơn. Bắt đầu từ fructose tại đây
thì nó sẽ chuyển hóa theo cái con đường mà chuyển hóa thành fructose một phốt phát là chủ yếu nhờ cái enzyme fructokina này. Còn cái con đường mà chuyển nhờ cái enzyme hexokina để tạo thành fructose 16 diphosphate này thì cái con đường ấy xảy ra từ fructose 16 phosphate thì nhờ cái enzyme Andola B sẽ chuyển thành glyceraldehyde và từ glyceraldehyde chuyển thành cái phosphoglyceraldehyde có thể nhiều tham gia vào chu trình đường phân. Trong trường hợp mà thiếu cái enzyme fructokina này ở trong một số bệnh di truyền thì dẫn đến là cái lượng đường fructose huyết sẽ tăng cao và lúc đó sẽ xuất hiện cái fructose trong nước tiểu. Còn trong trường hợp mà thiếu cái Andola này thì fructose cũng tăng cao, thì cũng tương tự giống như thiếu, thì lúc đó thì cũng là cái lượng fructose trong máu cao thì nó cũng sẽ đào thải ra nước tiểu. Trong trường hợp mà đường lượng gluco huyết tăng lâu ngày trong bệnh tiểu đường thì lúc này gluco và fructose tăng cao thì nó sẽ chuyển hóa thành sorbitol này ở những mô mà không chịu ảnh hưởng của insulin. Chuyển hóa galacto thì galacto thì nguồn của galacto là được tạo từ lacto trong sữa và các sản phẩm của sữa. Thì lacto thì được thủy phân bởi cái enzyme là lacta ở màng tế bào niêm mạc ruột thì tạo thành galacto và gluco. Sự nhập của galacto trong tế bào thì cũng không phụ thuộc vào insulin. Đa số các mô có galactokina thì sẽ xúc tác tạo thành galacto một phốt phát. Thì bắt đầu từ đây là từ lúc từ lacto dưới tác dụng của lacta thì sẽ tạo thành galacto. Galacto dưới tác dụng của enzyme galactokina thì tạo thành galacto một phốt phát và từ galacto một phốt phát sẽ chuyển hóa thành gluco một phốt phát và sau đó sẽ tạo thành glycogen hoặc gluco. Thì em xin kết thúc cái phần chuyển hóa ở đây, tới cái phần tổng hợp, tới cái phần tổng hợp gluco. Nó dính trong cái phần chuyển hóa này rồi, có chi tiết thì nó còn biết không, còn chuyện nó đang góp vào tổng hợp, đọc bây giờ thấy em đọc rồi mà nó nói là không cần đâu. Phần sao? Đã. Thôi được rồi, tại vì đó, nãy giờ là em đã nói là cái phần mà tổng hợp glucid đó là chúng ta nó học tiêu hóa, nó có mấy slide không? Cái phần tổng hợp glucose á là bạn này nói không phải cái phần tổng hợp mà bạn này nói cái ức chế ngược, cái men ức chế ngược thôi. Bạn này có kêu chuyển diễn lên một cái like là ức chế ngược khi các sản phẩm dưới nó ức chế quá trình ở trên, còn còn cái quá trình tổng hợp đi từ dưới là bắt đầu bắt buộc nó đi từ dưới đi ngược lên trên luôn, từ dưới đi ngược lên trên, và đương nhiên nó có một số quá trình khác. Thì cái khi mà 100% 100 cái ra thì có 90 và 10 cái
cho, có nghĩa là 90 là glucose 1 phosphate. Thì từ glycogen nó chuyển sang lipo 1 phosphate, và sau đó lipo 1 phosphate mới đồng phân hóa trở thành glucose 6 phosphate. Nên glucose 1 phosphate chuyển thành glucose 6 phosphate thì đó chỉ là đồng phân, nó không phải là phosphorin, nên nó không có tốn ATP. Vì vậy nên cái quá trình của mình đó là nó đỡ mất một cái năng lượng như vậy. Còn đối với nếu mà mình đi từ glucose qua glucose 6 phosphate là có một cái quá trình phosphorin, có nghĩa là nó phải tốn một cái ATP, là một cái phốt pho nó gắn vào, một cái phốt pho gắn vào cái phosphorin. Thì mình đi lại những cái mà cái khó thôi, cái kia thì các nhóm mình cũng đã nói, bạn cũng đã báo cáo rồi, mình đi cái sơ đồ chung. Còn hai cái này nó phải trả nợ cho cái ở trên, tóm lại nó còn có
là cái sơ đồ này mình nhìn để mình tính cho nó nhanh nhất. Rồi tới cái chỗ chuyển nhóm Trandula. Rồi hồi nãy cô cũng thấy bạn cô cũng có cái like này rồi, thì nó chuyển nó có một cái sự phức tạp, nghĩa là nó không thể đi từ một cái mà nó phải đi bắt đầu ba cái chuyển, và nó có một cái Trandula nó chuyển. Thì cái quy tắc chuyển là về mình đi vào công thức, nó chuyển nhóm, là nó chuyển nguyên cái nhóm thì gọi là transeton, có nghĩa là nó chuyển nhóm seton, thì transeton ra nó chuyển qua, nó ôm hai nhóm này qua, nó chính vì vậy nó còn nó chuyển sang rồi nó chuyển, cái cách nó chuyển là như vậy. Đây là hai cái hình ảnh mà chuyển tương tự đây, cái transeton là nó chuyển nhóm andon nè, cái seton ra dưới đây, đây ở trên là seton thì nó lại chuyển nhóm qua, nó bứng hai cái này qua luôn, nó tạo thành một cái ba và một cái, nó miễn làm sao mà các bạn khi mà nó chuyển qua chuyển về được đồng một sản phẩm, tổng số các bông phải bỏ toàn giữa hai vế này, nó phải bỏ toàn, nó cắt là nó cắt nguyên nhóm, nó chuyển qua một cái dài còn một cái vuông xuống ngắn này, 1, 2, 3, 4, 1, 3 cái này nó bứng qua sạch sạch cái này, vì vậy 3 bước qua 6 nó thành thành 6. Thì mục đích của hai cái này để nó chuyển qua chuyển về cuối cùng nó cũng tạo cái gì, hai cái chu trình này cuối cùng nó đều tạo ra là glucose 6 phosphate chính là cái sản phẩm của giai đoạn 1 trong cái quá trình đường phân theo con đường HPB. Và một cái con đường nữa là một cái sản phẩm nữa là BRA. Và thật sự mình đó là đôi khi cô nghĩ ngồi nghĩ cái này các nhà khoa học đã nghiên cứu cho mình và mình đã học mà mình đã theo, đôi khi mình nghĩ liệu nó có đúng không, nó đi vòng vòng tự nhiên nó phải đi một cái con đường khác, một con đường khác, cái đôi chừng tới khi lớp mình lên lúc mình nghiên cứu lại ra con đường thứ ba nữa sao, đúng không? Tự nhiên các bạn thấy mình học từ đó là mình ngồi mình suy nghĩ đi vòng vòng một cái con đường chuyển đổi Trandula và Transetona, xong chuyển đổi nhóm, đây một cái chuyển đổi nhóm, đây một cái chuyển đổi nhóm. Ở cái con đường HMB này nó có phức tạp ngay cái chỗ là nó đi từ những cái đường 5 rồi nó chuyển sang đường 3, đường 7 xong rồi chuyển hồi lại tại đường 6, đường 3 nó chuyển lung tung như vậy. Nhưng mục đích cuối cùng là vấn đề về cái gì? Đường 6 và đường 3. Về là đường 6 và đường 3, trong khi nó chuyển 5 rồi nó cộng 2, 3 thứ lại có lên tới 7 cái bông, tên 4 cái bông. Đúng, một hồi nó chuyển, một hồi chính là về, cũng là về đường 6 là sản phẩm giai đoạn đầu. Và hai cái này lại nhập chung lại con đường đường phân. Con đường đường phân theo cái kiểu là con đường mà HTB gọi là chung là con đường đường phân. Thì hai cái trong cái phần này là cái chuyển hóa, các bạn mình thấy mình báo cáo về cái chuyển hóa axit, cái chuyển hóa lipid thật ra nó đơn giản hơn rất là nhiều so với cái chuyển hóa glucid. Nó chuyển qua chuyển về hai ba con đường, và cái glucid đó là nó tới 14 phản ứng qua rất là nhiều khâu. Còn cái chuyển hóa lipid cuối cùng chính là chuyển hóa axit béo luôn. À, nó chỉ là axit béo và đi vào cái vòng lignin, và mình tính cái năng lượng cũng đơn giản hơn trong quá trình mình tính năng lượng. Thì ở cái 5 và cái 6 cái hồi nãy bạn có nói là cái quá trình cái đường cái đặc điểm của cái con đường HMB, hồi nãy bạn này nói nhầm là xảy ra ở bào dịch chứ không phải là xảy ra ở tế bào, mình đừng có nhầm một cái đó. Còn trong khi cái con đường kia thì nó xảy ra ở cả hai, ở bào dịch với bào tương như nhau. Rồi xong á là nó xảy ra, nó hoạt hóa thì ở bào tương, xong rồi nó đi vào tinh thể. Còn cái con đường này nó khác, là đó là cái mình phân biệt thôi. Còn cái còn lại thì các bạn đã báo cáo rất là chi tiết rồi. Rồi các bạn có còn cái thắc mắc gì hỏi nhóm báo cáo không? Cái phần chuyển hóa đường thì nó hơi phức tạp hơn. Các thầy có thông báo nha, tới cái phần mà thực hành mình chuyên đề về các bạn có cần phải là cuối cùng là và thực hành là tại phòng khám đúng không? Đã thông báo các bạn chưa ha? Là tại phòng khám thì các thầy đã thông báo chuyên đề chưa, hay là các bạn ghé phòng để khảo sát và chọn cho mình chuyên đề? Trước thì thầy không đưa chuyên đề rồi, thầy đưa rồi đúng không chứ chưa? À, không.
có nghĩa là bây giờ đã phân ra chuyên đề hết rồi đúng không? Bây giờ chỉ có việc mình nghiên cứu ra đề, tại vì cái chuyên đề của mình á là cũng không phải là cái chuyên đề báo cáo cuối, nên là hầu như là mình đánh vào cái tổng quan tài liệu là nhiều, về cái tổng quan tài liệu là nhiều, nên mình cố gắng kiếm tài liệu, đọc những cái trang ấy rồi bắt đầu tổng quan tài liệu nhiều vô là có rồi đúng không? Thì các bạn nếu mà các bạn có cần tìm hiểu thêm về cái thì cứ ghé phòng xét nghiệm, khoa xét nghiệm của phòng khám mình, mà muốn tìm hiểu gì thì cứ vào rồi. Còn hai ngày thứ ba thứ năm là cô có ở phòng khám. Alo. Thực hành á là mình cũng phải cũng báo cáo chuyên đề là chính đúng không? Mình thảo làm chuyên đề thì cái khi mà mình làm á thì vào phòng khám là cô trực tiếp hỗ trợ về kỹ thuật. Nếu các bạn muốn hỗ trợ về những kỹ thuật hoặc là các bạn có những cái xong những cái bài báo cáo á, xong những cái bài báo cáo thì tham qua, nhưng mà khi mà báo cáo thì ai phụ trách cái nào thì các bạn phải báo cáo về người đó. Nhưng quá trình làm, tại vì cô phụ trách cái phòng xét nghiệm ở đây thì về kỹ thuật hay là cái gì đó mà có hỗ trợ gì một số các bạn đang làm ở cái phòng khám gì thì nó có những bạn nghỉ rồi ở cơ quan không có đó, thì mình cứ ghé phòng đây thì cô sẽ trực tiếp hỗ trợ vào hai ngày thứ ba thứ năm, các bạn cứ ghé lúc nào cũng vậy. Thì cái dàn ý của một bài thực hành á thì mình cũng nôi nêu hầu như là về cái tổng quan tài liệu, về nguyên lý, nguyên tắc của, thí dụ bây giờ cô đánh vào H11C đi, cái đó là đơn giản nhất nha. Còn các bạn tùy vào cái chuyển đổi của mình đi vào cái tổng quan 50%. Còn năm đúng rồi, tại vì bây giờ là mình là phần lớn là tổng quan, còn khi nào mà mình cái đề tài mà mình báo cáo mà lúc mà tốt nghiệp á là mình lại phải đi tới bàn luận, còn bây giờ mình chưa có phần đó, mình đi vào cái tổng quan rồi xong mình nói nguyên lý và mình nói kỹ thuật và mình nói những một số ví dụ như những cái máy H11C thì thí dụ mình nói về cái máy khi mà mình thực hiện trên máy, chẳng hạn Beckman Coulter nó sẽ trên cái phương pháp miễn dịch đo đậu đục, một phương pháp xác lọc ký lỏng cao áp, những phương pháp về hay là những cái phương pháp gì các bạn biết, phương pháp và bằng trình bày một cái loại máy mà bạn biết và theo nguyên tắc của cái máy đó, xong mình kết bài thôi. Là 50% các bạn đánh vào cái tổng quan đi. Rồi nếu mà đấy thì cô sẽ gửi cho một cái sườn chính một bài báo cáo nào đó theo cái kiểu thực hành. Rồi mình theo cái đó, ủa trong những cái bài báo cáo khác thì chưa hướng dẫn đúng không? Rồi bây giờ là tại vì tùy vào cái bài báo cáo nữa, nếu mà hóa sinh để coi có những phần lucid, mình lucid lipid hemoglobin. Cái phần hemoglobin các bạn báo cáo vậy gì vậy? Cái phần thực hành á, theo nói các bạn nói có chuyên đề rồi. Là chuyên đề về tim mạch, xong rồi thầy bảo một cái mắc cơ về tim mạch thì mình sẽ làm 3 xét nghiệm như troponin E, troponin T, xong rồi làm 3 cái xét nghiệm để tìm mắc cơ. Rồi thì đâu có đâu, cái thực hành dễ hơn cái này nữa, kiến thức mình ít mà, hầu như các bạn là đã làm thực hành hết mà. Cái đó mới khó không? Giống như phổi thì đúng rồi, bằng mắc cơ, mà tim mạch thì bằng cái mắc cơ, bằng cái xét nghiệm. Lucid Lipid này là dễ nhất, nó dễ kiếm nhưng mà các bạn phải kiếm cái gì khó khó để mình tìm hiểu luôn. Chứ kiếm ví dụ như cái H1C thì vẫn là nó, nhưng mà mình đi kèm những cái gì hay là mình tìm cái gì mà lạ lạ như nó cao hơn chút anti-gap hay là một cái gì về mới một tí để mình. Bây giờ chọn không em thì chọn em. Có chứ, có hết trong các bệnh lý luôn, đi hết luôn. Chọn cái nào mình chọn cái đó còn lại chán. Bốn người chia ra. Thì bớt vậy bây giờ em chọn nghe với khách chọn thôi. Nói vậy. À, em đang tới là 3 chín một.
rồi 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 tại vì chị hai chị không biết thì 3908 phòng khám đa khoa đúng không? Rồi 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 ok đó. Rồi ra liền nè. Hả? Đang ở 461 sư Văn Thạnh. Cái này viết điểm đi. Cái nào không á? Mời con mời con cho cái sườn có một cái bài xin đi rồi có một bài nào đó nha không cần nhưng mà các bạn đi sâu càng tốt. Alo